Xin chào các quý vị. Cảm ơn các quý vị đang xem bài thuốc đông y gia truyền này trên kênh YouTube của tôi có tên là Dr. Đỗ Nguyên Thiêu Official. Thưa các quý vị, cụ tổ 19 đời của tôi là Đại Y Thiền Sư Tuệ Tĩnh, tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh. Phần lớn cháu chắt của cụ đều theo hương cụ làm nghề y. Nhưng trong thời gian đất nước loạn lạc Trịnh Nguyễn phân tranh, ông cha chúng tôi muốn là quan chức trong ngành y thì phải đổi sang họ Đỗ để không bị chúa Trịnh tru di tam tộc. Và đã chuyển họ Nguyễn thành tên lót để ghi nhớ dòng họ của mình. Nhưng trong thời Pháp thuộc, do giấy khai sinh bằng tiếng Pháp không có dấu như tiếng Việt, nên chữ Nguyễn thành chữ Nguyên. Sau cụ tổ Tuệ Tĩnh, anh tôi, bác sĩ, tiến sĩ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương là tấm gương sáng cho tôi, là động lực giúp tôi kiên trì học tập y lý phương Đông cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi xin cố gắng đem lại niềm vui và sức khỏe cho các quý vị qua những bài thuốc đông y gia truyền của cụ tổ chúng tôi để lại này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh, giúp đỡ cho tôi, một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Bài Bí mật gia truyền thứ 31: chữa bệnh nổi ban đỏ, mụn nhọt lở loét. Bài thuốc này được ghi là tiêu ban thanh đại ẩm thang dưới dạng thư nôm trong Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, trang 120 của Đại Y Thuyền Sư Tệ Tĩnh. Đặc biệt giá trị ở những gia giảm sáng tạo phù hợp với môi trường và khí hậu Việt, đúng theo phương hướng nam dược trị nam nhân. Chữa chứng nhiệt tà truyền vào lý, lý thực biểu hư. Huyết nhiệt không tiêu tán nên nhiệt độc thừa hư lấn ra ngoài bì phu mà phát thành ban đỏ, vốn thuộc chứng dương, nhưng sai lầm cho thuốc nóng, hoặc bệnh nên hạ mà không hạ, hoặc rồi mà chưa giải được, hoặc hạ rồi đấy mà chưa giải được, đều có thể biến thành chứng này. Không được dùng thuốc phát hãn, làm cho mụn, ban, lở loét thêm. Nếu đại tiện táo bón thì bỏ nhân sâm, ra đại hoàng. Gồm các vị thuốc hoàng liên, chi mẫu, thạch cao, nhân sâm, sải hồ, cam thảo, huyền sâm, sinh địa, sơn chi tử, tê giác và thanh đại. Các vị trên thêm gừng 3 lát, táo 2 quả, đại táo đấy, 2 quả, nước 2 chén sắc lên. Chùy pháp khi uống hòa thêm 1 thìa giấm. Bài thơ về thang tiêu ban thanh đại như sau.
chủ nhiệt là nội thực ngoại hư. Bởi nhân huyết nhiệt bất trừ, tức là không giải trừ huyết nhiệt được đấy, cho nên nhiệt độc thừa ư biểu bì, tức nhiệt độc ở phần lý lấn ra bì phu ở phần biểu mà phát thành ban đỏ. Mọc ra mình mẩy đôi khi, bé như muộn sợi, nặng thì gấm văn. Buồn chồn ngứa ngáy mười phân, chẳng hay lở nát nhiều phần hôi tanh. Hoặc là vốn thuộc dương kinh, lầm cho thuốc nhiệt mới thành gian nguy. Hoặc nên hạ, chẳng hạ đi, hạ rồi chẳng khỏi, cùng thì biến ra. Đều chẳng khá hãn chi là, tức là đều không nên phát hãn cả. Đại tiện táo rắn, hợp ra đại hoàng. Bỏ dẫy nhân sâm chẳng màng, biểu hư lý thực đích phương bí truyền. Thạch cao cam thảo hoàng liên, sài hồ chi mẫu cùng huyền sâm nay. Có quả dành núi sừng tây, tức sơn chê tử và sừng tê giác. Nhân sâm sinh địa, đen thay bột tràm. Bột tràm tức thanh đại. Táo khương dùng nước sắc thang, trùy pháp khổ tiểu dùng làm khá nên. Khổ tiểu tức là giấm. Cảm ơn các quý vị đã xem bài thuốc đông y gia truyền này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh, giúp đỡ cho tôi, một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Xin chào.